sai đại, cặp lo lẻ không kèm âm ly. Còn nếu mà các anh nào có nhu cầu mua âm ly ghép chung cặp lo này thì liên hệ vào Zalo 0931008099 để em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của cặp lo này và các âm ly để mình về mình ghép luôn được một combo nha. Âm ly thì bên em có Panasonic, Technic và Kenwood. Bây giờ mình quay về cặp lo này nha. Đây là cặp lo Pioneer Replay X530. Em sẽ quay mặt sau. X530 công suất là 70W một thùng, 140W trên cặp loa, trợ kháng là 6 ohm. Hình thức loa còn tương đối khá đẹp và bắt mắt. Bên em ship hàng toàn quốc của Bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà chỉ cần cộng giúp em 500.000 thì em sẽ ship hàng tận nơi cho mình. Số tiền còn lại Bưu điện sẽ thu hộ, và khi nhận hàng thì các anh thanh toán phí ship cho Bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship nha, giá bán chỉ là giá của cặp loa, không bao gồm phí ship. Thông tin của nó như sau: bass là 22 cm, mid là 66 mm và treble là 22-20 mm. Hình thức lo rất đẹp, chiều cao của lo là 51 cm, chiều ngang của hai lo là 57 cm, sử dụng tốt cho phòng 40-50 m². Mình sẽ nghe nhạc có lời. Cặp lo này ghép với amply xây 27, xây 34, 36 là ok. Xây 42 cũng được luôn nha. Công suất của amply là tầm từ 80W đến 150W. Bây giờ mình cùng nghe nhạc. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên. Công viên xưa chỉ một người. Chiều qua dẫn vội người yêu anh ơi, như gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim. Khúc ca buồn nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng canh gác. Số điện thoại hoặc là Zalo trên bài đăng 0931008099 để em tư vấn cho mình nha.